Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 10 công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của 17 môn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 gồm 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn. 2 môn còn lại, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trung học phổ thông, gồm hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ 7 thứ tiếng, Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn. So với những năm trước, đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 được Bộ công bố sớm hơn gần 5 tháng. Bộ cho hay việc này nhằm giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động ôn tập. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo dự kiến của Bộ gồm điểm học bạ ở lớp 10, 11 và 12 50% và điểm thi 50%. Những năm trước, kết quả học bạ chỉ chiếm 30% và chỉ dùng điểm lớp 12. 70% còn lại dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh. Đạt từ 5 trở lên, thí sinh đỗ tốt nghiệp. Bộ cho biết sẽ ban hành quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2025 muộn nhất vào tháng 11. Sau đây mời quý vị và các bạn xem để tham khảo môn địa lý lớp 12 nhé. Cấu trúc gồm 3 phần. Phần 1, trắc nghiệm nhiều lựa chọn gồm 18 câu. Đúng mỗi câu, học sinh được 0,25 điểm và nội dung này, thí sinh được 4,5 điểm. Phần 2, trắc nghiệm đúng sai gồm 4 câu, đúng mỗi câu, học sinh được 1 điểm và nội dung này, thí sinh được 4 điểm. Phần 3, trắc nghiệm điền khuyết gồm 6 câu, đúng mỗi câu, học sinh được 0,25 điểm và nội dung này, thí sinh được 1,5 điểm.